Thưa quý vị, trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc kéo dài 10 năm ở vị xuyên Hà Giang, có hơn 4.000 chiến sĩ hy sinh, nhưng tới nay mới chỉ tìm thấy và quy tập được hơn 1.700 hài cốt, còn hơn 2.000 chiến sĩ vẫn nằm sâu trong lớp đất đá tại những khu vực ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất. Thông tin được đại diện Bộ Quốc phòng chia sẻ trong phiên họp báo quý 1 diễn ra vào sáng nay. Cho đến nay, công tác điều tra, lập bản đồ ô nhiễm, bom mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc đã hoàn thành và công bố năm 2018. Bộ Quốc phòng cũng đã hỗ trợ trực tiếp cho hơn 6.000 trường hợp nạn nhân bom mìn và đối tượng bị ảnh hưởng khác với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng. Một trong những địa bàn được ưu tiên triển khai trong thời gian tới là chiến trường Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đứng trước những cái khó khăn đó thì Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội cho sử dụng cái ngân sách dự phòng năm 2019 để hỗ trợ và bổ sung một cái dự án mà chúng ta đang làm hiện nay. Thế và dự kiến trong cái dự án này là cố gắng làm sao để chúng ta tìm kiếm và quy tập được khoảng 600 hài cốt liệt sĩ ở riêng cái điểm cao Vị Xuyên. Đây là một trong những cái điểm mà trọng điểm mà quan trọng nhất. Vấn đề đặt ra bây giờ nữa đó là cái phân tích cái ADN để chúng ta mới xác định được danh tính vân vân. Chiến trường Vị Xuyên có tới hơn 20.000 hecta đất bị ô nhiễm bom mìn, tập trung chủ yếu ở tuyến biên giới Việt Trung. Đã từng có tính toán rằng phải mất 133 năm công tác xử lý môi trường mới có thể làm sạch được tình trạng này. Địa hình hiểm trở là một trong những thách thức lớn cùng với sự hạn chế về phương tiện tìm kiếm. Cái phương tiện giả phá thì chúng ta không có. Thực ra là không có. Các nước ấy thì tôi nói ví dụ như là họ có một cái máy thiết bị có cái cần với cái tầm với rất cao ấy, thì bắt đầu họ mới gắp cái quả mìn này, xong toàn bộ thiết bị nó bóp nổ quả mìn luôn trong cái này, rất là an toàn, không bị gì cả. Thiết bị đó nó độ khoảng gần 2 triệu đô đấy, nó khoảng như thế, thì chúng ta không có thiết bị đó. Thời gian tới, Bộ Quốc phòng chủ trương đẩy mạnh xử lý tại Yên Minh, Xí Mần những địa điểm rất nóng trước đây chưa làm được tại Hà Giang.